Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chức vụ và Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây này và thu giữ hơn 225 kg pháo nổ các loại. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chức vụ và Môi trường phát hiện có nhiều tài khoản hội, nhóm, mời chào đăng tải, chia sẻ các hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán pháo nổ trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường phối hợp với công an huyện Hà Trung bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán pháo là Vũ Văn Nam, sinh năm 1996 ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung. Thu giữ 3 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 15 kg. Từ mắt xích quan trọng này, phòng cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường phối hợp với công an các địa phương Tây Ninh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây mua bán pháo gồm Trần Như Giác, sinh năm 2005, Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 1983 đều ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trần Anh Kiệt sinh năm 1996, Huỳnh Văn Thái Quang sinh năm 1994 đều ở tỉnh Tây Ninh, thu giữ thêm 210,8 kg pháo các loại. Phòng Cảnh sát kinh tế chức vụ và môi trường đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.